Kính thưa toàn thể đồng bào, nhân loại quý mến, ngày hôm nay Thánh Gióng cần nhắc nhở một số vấn đề rất là quan trọng mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo Thánh Gióng thi hành. Chứ thật ra thì Thánh Gióng ước ao được tịnh khẩu, bởi vì sự thờ ơ của đồng bào dân Việt chúng ta nói riêng, nhất là đồng bào hải ngoại ở khắp năm châu, và nói chung là những leader trên thế giới đã và đang thờ ơ về việc Cha Trời Giêsu hiện ra cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế sẽ xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Đồng bào biết khuôn mặt Thiên Chúa sự hiện ra, rồi đúng một năm sau sư tử nhà Chúa, The Lion of Judah hiện ra, cũng như quỷ Satan hiện ra trên mây và quỷ mãng xà hiện ra trên mây, vân vân và vân vân, có một số phép lạ nữa đi kèm theo. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến hôm nay là đầu năm 2013, thì Thánh Gióng đã liên lũy thành khẩn thông báo cùng đồng bào nhân loại được biết. Và hiện tại trên trang website của chúng ta có được trên dưới 5 triệu view đã vào. Trang chính chúng ta có 3 trang website chính, đó là faithgodjesuschrist.com và YouTube Đại Việt SOS, và đồng thời YouTube Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt. Và hiện tại chúng ta cho đến ngày hôm nay chúng ta có trên dưới 5 triệu view đã vào. Kính thưa đồng bào thương mến, thế nhưng respond, tức là đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, thì hầu hết đại đa số đồng bào nhân loại chúng ta đã và đang thờ ơ một cách vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Kính thưa đồng bào thương mến, ngày hôm nay tôi cần nhắc nhở tất cả chúng ta có bổn phận nhập cuộc, bởi vì đây là lời mời gọi của Thượng Đế ban cho tất cả mỗi con người chúng ta, và một lần nữa ưu ái cho dân tộc Việt chúng ta được biết trước. Tại sao không phải là một giống dân khác được biết trước mà là dân tộc Việt chúng ta được biết trước? Điều đó đồng bào hãy tự đặt câu hỏi rồi trả lời. Và cho đến ngày hôm nay, vì sự thờ ơ của dân tộc Việt chúng ta, Cha Trời sẽ bắt đầu ra lệnh cho tôi chú tâm thông báo cho đồng bào nhân loại được biết. Đó là điểm chính, chứ không phải nói riêng là chỉ cho dân Việt chúng ta biết mà thôi. Thời điểm mà tôi liên lũy thành khẩn thông báo cho đồng bào dân Việt chúng ta được biết, đến ngày hôm nay chấm dứt. Vì thế đồng bào hãy đồng hành với tôi để làm việc trong những ngày tháng sắp tới.
đừng chậm trễ, kẻo quý vị sẽ mất hồng ân của Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý vị và con cháu quý vị. Những ai biết nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, hãy dịch lại chương trình ngày hôm nay cũng như chương trình của chúng ta, chương trình Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại, tức là Face God Jesus Christ, và chương trình Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt. Kính thưa đồng bào quý mến, và ngày hôm nay vào khoảng 5 giờ sáng trong giấc ngủ thiền định, tôi được Cha Trời cho biết là năm nay, hoặc là cùng lắm là từ năm nay cho đến trước khi Obama hết nhiệm kỳ, thì Obama sẽ gặp một số đại nạn và khó tránh khỏi. Ngoại trừ Obama sốt sắng thành tâm đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là đồng hành với chúng ta làm việc, thông báo tin mừng vĩ đại của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại, thì may ra tai nạn sẽ qua khỏi, tức là Obama sẽ vượt qua. Bằng ngược lại, chắc chắn sẽ không vượt qua. Cũng như nước Mỹ sẽ đối đầu với một sự việc vô cùng khủng hoảng, khủng khiếp. Năm nay năm Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, tức là bắt đầu từ năm nay tới năm Ngọ, tới năm Mùi và tới năm Thân, thế giới sẽ có rất nhiều biến chuyển vĩ đại. Và chỉ có những đất nước nào, những dân tộc nào thật sự đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và những phép lạ vĩ đại mà Ngài đã ban cho, tức là đồng hành với chúng ta làm việc, thì những đất nước đó sẽ được đứng vững bởi sự bao che và hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, cũng như dân tộc đó sẽ được hưởng tràn đầy hồng ân. Bằng ngược lại thì sẽ gặp những đại nạn vô cùng khủng khiếp, tránh không khỏi. Đó là những gì mà Cha Trời bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết rõ. Kính thưa đồng bào quý mến, và sau đây là lời nhắn nhủ cho tất cả quý vị hành nghề truyền thông, truyền hình, báo chí, ngành nghề của quý vị là thông tin đến đồng bào nhân loại. Chúng ta là những người hiền hòa, chúng ta không dám kiêu ngạo mà dùng danh từ hoặc là những từ ngữ là hướng dẫn nhân loại, bởi vì chúng ta là con người, chúng ta không có hướng dẫn quần chúng gì cả đâu, mà chúng ta làm nghề truyền thông, tức là thông báo thông tin, cảnh báo những tin tức trung thực cũng như những cái gì mà hữu ích
đến cho con người. Thế thì quý vị trong vòng hơn 3 năm nay, quý vị đã làm được gì đối với những phép lạ vĩ đại mà tôi đã trình bày? Khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra, vân vân và vân vân, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra phía bên trái tôi đây, và những phép lạ vĩ đại khác. Quý vị, không có một kẻ nào đã thực sự tìm tòi đến để học hỏi, hoặc ít nhất là thông báo đến cho các cơ quan ngôn luận để mà cùng nhau thông báo cho nhân loại được biết. Quý vị đã vô tình hoặc cố ý vô trách nhiệm đối với thiên chức là truyền thông, truyền hình, báo chí, thông tin. Quý vị sẽ trả lời sao khi mà quý vị trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng? Quý vị sẽ trả lời sao khi lương tâm nghề nghiệp của quý vị đòi hỏi sự trung thực và ý nghĩa của việc làm, ngành nghề của quý vị là gì? Kính thưa quý vị, quý vị đã chậm trễ và thờ ơ, vô trách nhiệm một cách không thể tiếp tục chấp nhận được. Vì thế tôi cảnh cáo và cảnh báo theo lệnh của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở quý vị là quý vị hãy gấp rút liên lạc với tôi để xem xét những hình ảnh gốc cũng như bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến những phép lạ vĩ đại mà tôi đã trình bày trên 3 năm nay cho đến ngày hôm nay. Rồi quý vị làm phần vụ việc của quý vị đối với thiên chức của quý vị là truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí, truyền tin. Hãy nhập cuộc gấp để làm bổn phận và trách nhiệm của mình trước khi quý vị quá muộn, và lúc đó quý vị sẽ buồn thảm vì quý vị sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý vị đời này và mãi mãi sau này. Và kính thưa toàn thể đồng bào nhân loại nói chung, phần cảnh báo và cảnh cáo vừa rồi là cho tất cả mỗi người chúng ta là con người, nhất là những kẻ dư dật vật chất thời gian, mà đã thờ ơ vô trách nhiệm đối với sự kêu gọi vô cùng quan trọng và khẩn thiết của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi và nhắc nhở chúng ta làm việc thông báo những tin mừng đặc biệt cần thiết nhất bây giờ cho nhân loại được biết, ngõ hầu nhân loại nhiều người được cứu rỗi. Đương nhiên lời cảnh báo này là nhắc nhở luôn cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, các quốc gia trên thế giới và các tôn giáo trên thế giới. Quý vị hãy nhớ những gì Thánh Gióng nhắc nhở kỳ này mà chấp hành nghe lời của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi quý vị, là quý vị có bổn phận phải thông báo những tin mừng vĩ đại phép lạ
cần thiết nhất bây giờ đến cho đồng bào dân tộc trong nước của mỗi quốc gia quý vị ở trên quả địa cầu này. Nếu quý vị chậm trễ, sau này quý vị nghiến răng thì đã muộn, vì quý vị sẽ mất hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ở đời này, bắt đầu ngày hôm nay và mãi mãi sau này, nếu quý vị vẫn tiếp tục thờ ơ. Và thậm chí quý vị sẽ đối đầu với quỷ sa tăng, quỷ rau xanh, và linh hồn của quý vị sẽ bị thiêu đốt. Đó là tùy theo hình phạt của quý vị được dành sẵn cho quý vị khi mà quý vị trình diện cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Lúc đó quý vị được quyền tự do chọn lựa sống với quỷ sa tăng hay sống với quỷ rô xanh, hay là hoặc là linh hồn bị lửa thiêu đốt hàng nhiều ngàn độ với tội danh là khinh khi thờ ơ đối với cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Đương nhiên Thượng Đế không có muốn phạt ai cả, vì tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Tuy nhiên chính quý vị đã chọn lựa, một là vâng lời cha trời Thượng Đế Toàn Năng, đáp lại lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, thông báo những tin mừng đặc biệt này đến cho tất cả mọi người trong quốc gia của quý vị, trong họ đạo của quý vị, trong tín đồ của quý vị, trong đồng đạo của quý vị. Thế mà quý vị đã không làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tức là quý vị đã chọn lựa quý vị sống với quỷ sa tăng và quỷ rau xanh, hoặc là sống ở cõi khốn khổ rèn luyện có tầng có giới có khoa, chứ không phải là muốn lên lớp là lên lớp. Được lên lớp là phải có khả năng, là phải tu hành hạnh đạo, action, phải làm những sự việc gì đồng hành liên hệ hữu ích và tồn tại cùng càn khôn từ thời gian đến thời gian, chứ không phải quý vị ỷ vào cái chức là leader của một quốc gia hoặc leader của một tôn giáo hay là leader của một nhóm vân vân và vân vân. Leader rồi quý vị thờ ơ đối với cha trời Thượng Đế Toàn Năng mời gọi hiện ra, mời gọi chúng ta nhập cuộc